Các bạn nam có biết là khi mà các bạn nữ tìm người yêu á, thì những cái tiêu chí để lựa chọn người yêu nó giống như là những cái tiêu chí mà một nhà đầu tư họ lựa chọn một dự án hoặc là một đồng coin để đầu tư. Điều số 1 đó là nhà đầu tư họ luôn mong muốn tìm kiếm những dự án mà có đủ tiêu chí phù hợp với khẩu vị đầu tư của họ để họ có thể hold dài hạn. Mà nếu như mà đủ tin tưởng vào những tiêu chí đều ổn thì họ sẽ all in. Điều số 2 đó chính là khi một nhà đầu tư họ đã xác định đầu tư dài hạn với một dự án nào đấy thì hãy kiên định và đi đến cùng với dự án đấy cho đến khi đạt điểm chốt lời như kỳ vọng. Chứ không nên nhìn xung quanh thấy dự án này ngon hơn, dự án kia ít to hơn, dự án kia nhiều tiền hơn thì lại nhảy sang dự án khác. Điều số 3 đó là nhà đầu tư luôn mong muốn tìm kiếm một dự án có tiềm lực tài chính tốt để khoản đầu tư của mình có lời. Và dự án, bản thân dự án cũng phải có vốn mạnh để giữ giá và giữ cho market cap không giảm quá sâu. Điều số 4 đó là bản thân dự án đôi khi cũng cần phải lắng nghe và thấu hiểu nhà đầu tư, phải giải quyết được những khúc mắc, những vấn đề và tiếp nhận những yêu cầu hợp lý của nhà đầu tư. Điều số 5 đó là khi dự án gặp vấn đề không hay xảy ra thì nhà đầu tư cũng nên hiểu và thông cảm cho dự án, không nên phớt dự án hoặc là không gây quơ với dự án. Điều số 6 đó là mỗi khi dự án gặp những con sóng lớn bởi vì nhiều yếu tố xung quanh, ví dụ như là thị trường đâm hay là gặp những chỉ trích từ cộng đồng, nội bộ team lục đục hoặc là lộ trình phát triển của dự án bị gián đoạn, khiến cho giá của token lên xuống một cách bất thường hoặc là có khi là giảm rất là sâu, thì nhà đầu tư hãy rèn luyện tâm lý vững vàng để vượt qua những con sóng mạnh cùng với dự án, cùng nhau vượt qua những biến động của thị trường và cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu lần muốn cắt lỗ nhưng mà không đành, thì sau này khi mà chốt lời mới càng trân trọng hơn. Điều số 7 đó là dự án cần nhà đầu tư và nhà đầu tư cũng cần dự án. Đây là mối quan hệ win-win và mỗi bên đều có những lợi ích cho riêng mình. Nếu như mà từ phía dự án thường xuyên xảy ra lỗi, đặc biệt là những lỗi nghiêm trọng và dự án bỏ bê, không quan tâm và không cần đến nhà đầu tư, thì dự án cũng nên biết rằng là ngoài kia có hàng trăm, hàng ngàn những dự án khác tốt hơn, ngon hơn và quan tâm đối xử tốt với nhà đầu tư hơn. You're not the only one, okay? Số 8 đó là vào những dịp đặc biệt thì dự án cũng nên tặng quà và tri ân những nhà đầu tư của mình. Ví dụ như có thể airdrop bất ngờ, retroactive hay đơn giản chỉ là gửi lời cảm ơn chân thành đến những nhà đầu tư đã luôn sát cánh và ủng hộ dự án trong suốt thời gian qua. Điều số 9 đó là nhà đầu tư cũng cần nên sáng suốt, cân nhắc và suy nghĩ xem thời điểm nào thích hợp để cắt lỗ. Nếu như mà níu kéo nhau chỉ đem lại số âm trong tài khoản và một tinh thần suy sụp thì tốt nhất là nên giải thác cho nhau để có cơ hội tìm được một dự án khác thích hợp hơn để đầu tư. Và điều cuối cùng, điều số 10 đó là khi một nhà đầu tư họ đã đặt ra mục tiêu chốt lời là TP thì hãy cố gắng kiên định và theo đuổi đến cùng với mục tiêu đã đặt ra. Các bạn nên nhớ một điều, đó là gồng lời khó hơn gồng lỗ. Cho nên khi khoản đầu tư của mình đã có lời, đã chín mùi rồi thì hãy tìm một thời điểm thích hợp để chốt lời và tái đầu tư. Như vậy thì cái khoản lợi nhuận đem lại của mình nó sẽ được bảo đảm hơn.